Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, sau khi tái ký hợp đồng 3 năm, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải hướng đến nhiều cái đích lớn theo chỉ tiêu của Liên đoàn Bóng Đá Việt Nam đặt ra. Trước mắt thì ông thầy người Hàn Quốc dẫn dắt đội tuyển quốc gia vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022, đồng thời lấy vé chơi vòng chung kết Asian Cup 2023 và tiếp tục vô địch AFF Cup 2020. Mặc dù hai đấu trường này hoàn toàn chỉ là những đối thủ nhãn mặt ở khu vực Đông Nam Á, trừ mỗi UAE mà ông Park cũng đã từng qua mặt, nhưng để kéo dài được chuỗi trận thắng là không đơn giản chút nào. Dĩ nhiên là ông Park hiểu rõ hơn ai hết điều đó, cho nên trong mùa dịch Covid, ông đã tranh thủ thời gian nghỉ dài và các cộng sự đã tìm cách để thay đổi kiểu chơi cho các học trò nhằm tránh bị bắt bài. Rõ ràng là ông thầy người Hàn Quốc đang phải đối diện với khối lượng công việc lớn cùng với áp lực rất nặng nề. Dẫu có thể tự lượng sức mình để chọn sân chơi có nhiều ưu thế về thời gian và sự chuẩn bị chất lượng hơn, nhưng ông Park vẫn không thể lắc đầu. Đơn giản, đấu trường quốc tế nào với riêng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng quan trọng cả, tính riêng ở trong năm nay. Nếu như thắng ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 thì chính là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam đi sâu như là người Thái đã từng làm cách đây 4 năm. Còn bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup 2020 cũng là lần đầu tiên ông Park hai lần đăng quang liên tiếp và nổi bật hơn là hoàn thành vượt mức chỉ tiêu chiến lược của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tính từ năm 2013 đến năm 2020 là phải có hai lần vô địch Đông Nam Á. Ông Park cũng không thể bên trọng bên khinh bất cứ sân chơi nào, bất kể rằng nội lực của đội tuyển ở từng thời điểm ra sao. Ông như là nằm ở trên đe dưới búa giữa chỉ tiêu của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gắn liền với quyền lợi hợp đồng và sức ép của người hâm mộ Việt Nam, như ông đã từng nói rất yêu bóng đá nhưng là yêu thứ bóng đá chiến thắng. Hơn 2 năm qua thì ông Park cũng thành nhiều hơn là bại với bóng đá Việt Nam và cũng nhìn ra những ánh hào quang rồi cũng như sương khói mong manh. Nó bộc lộ rất rõ khi ông chứng kiến đón tiếp mỗi lần có thành tích ở các giải U23 châu Á 2018, ASEAN 18, AFF Cup 2018, Asian Cup 2019, v.v. Khác hẳn với lúc mà các học trò ông bị biến thành cựu Á quân của vòng chung kết U23 châu Á 2020. Huấn luyện viên Park Hang-seo muốn đi xa hơn với một nền bóng đá bài bản và chuyên nghiệp hơn ở châu Á hoặc thế giới thì có lẽ thời điểm này chỉ là ước mơ. Gắn bó đủ dài với làng bóng đá Việt Nam thì ông Park sẽ không thể thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của chính Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đưa ra sau khi vô địch được AFF Cup, SEA Games thì vẫn phải vô địch SEA Games và AFF Cup nữa. Vì cái vòng luẩn quẩn ấy mà suốt hơn 20 năm qua, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã thay hơn chục ông thầy ngoại lẫn nội, mà tính bình quân thời kỳ của ông Park là kéo dài nhất hơn 2 năm với nhiều chiến tích nhất. Nhưng đã chấp nhận cuộc chơi thì ông Park buộc phải săn tìm những chiến thắng không có điểm dừng này. Mà trong bóng đá thì không ai có thể thắng mãi ở sân chơi mới khi mà chỉ dựa vào nền tảng cũ. Cuối năm nay, nếu như mà AFF Cup 2020 vẫn sẽ diễn ra theo đúng như kế hoạch, thì đội tuyển Việt Nam sẽ phải đối mặt với một lịch thi đấu ở giai đoạn cuối năm có thể nói là cực kỳ dày đặc nhất trong vòng 10 năm qua. Trong những năm lẻ thì khi mà đội U23 tham dự SEA Games thì đội tuyển Việt Nam thường ít thi đấu trong vòng 3 tháng cuối năm. Thống kê cho thấy là trong giai đoạn từ năm 2010 cho tới 2019 thì những chiến binh rồng vàng chỉ thi đấu từ 1 đến 4 trận ở trong 3 tháng cuối năm là tháng 10, tháng 11 và tháng 12. Còn trong những năm chẵn thì do diễn ra AFF Cup thì đội tuyển Việt Nam có nhiều trận đấu hơn trong giai đoạn cuối năm. Tuy nhiên kể từ năm 2010 đến nay thì số trận đấu của những chiến binh rồng vàng trong 3 tháng 10, 11 và 12 thì cũng chưa bao giờ vượt qua con số 10. Năm 2010 đội tuyển Việt Nam thi đấu 10 trận. Sang năm 2012 thì 8 trận, năm 2014 là 9 trận và con số đó trong năm 2016 là 8 trận, đến năm 2018 là 10 trận. Thế nhưng nếu không có gì thay đổi thì trong vòng 3 tháng cuối năm nay, tức là năm 2020, thì các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải đá tối thiểu là 11 trận, bao gồm 3 trận ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á và 8 trận ở AFF Cup 2020 nếu như chúng ta muốn bảo vệ ngôi vương. Chưa kể các trận giao hữu để làm nóng trước khi bước vào các giải đấu này. Rõ ràng là 3 tháng cuối năm nay được xem như là thời điểm vô cùng bận rộn với bóng đá nước nhà khi mà đội tuyển quốc gia bước vào chiến dịch vòng loại World Cup 2022 cùng với sân chơi AFF Cup 2020. Cái đích giành vé đi tiếp ở vòng loại World Cup cùng với mục tiêu bảo vệ ngôi vương của bóng đá khu vực đều được coi trọng cả. Việc phải đối mặt với một lịch thi đấu dày đặc như thế, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang-seo chắc chắn là sẽ phải tính toán thật kỹ kế hoạch tập trung của đội tuyển cũng như là việc chọn nhân sự cho những chiến binh rồng vàng để nhằm tránh quá tải.
Có như vậy thì đội tuyển của chúng ta mới có thể thi đấu thành công ở cả vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á lẫn AFF Cup 2020 như là mục tiêu đã đề ra hồi đầu năm. Tuy vậy, trong bối cảnh mà bóng đá Việt Nam chịu nhiều tác động từ hệ lụy của dịch bệnh Covid-19 thì các giải đấu ở trong nước có thể phải dồn toa. Rõ ràng là mọi thứ không hề dễ dàng cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Trong khi đó, có thể thấy là cả Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng như là ông Park đều không muốn bỏ một mặt trận nào cả. Liệu rằng chúng ta có nên chấp nhận bỏ mục tiêu này để dồn sức cho giải đấu kia nhằm có được thành quả nhất định nào đó, hay là sẽ căn chỉnh cho phù hợp để có thể vẹn cả đôi đường? Chúng ta thấy rằng là nếu như không có gì thay đổi thì về cách tổ chức hay là chuyển đổi thời gian, cả hai giải đấu sẽ diễn ra sát nhau trong vòng 3 tháng 10, 11 và 12. Và đã thấy những bất lợi trước mắt cho đội tuyển quốc gia khi tập trung trở lại trong thời gian sắp tới. Những bất lợi đến từ con người, từ phong độ, thể lực hay là sự chuẩn bị, khi mà rất có thể là các cầu thủ sẽ phải căng mình ra hoàn tất các giải đấu ở trong nước khi lên đội tuyển quốc gia. Chính vì lẽ đó, mục tiêu kép gồm có giành vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á cũng như là bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup của bóng đá Việt Nam ở trong năm nay là không hề đơn giản. Thời gian qua thì chúng ta cũng đã có cả ngôi vô địch AFF Cup cũng như là hoàn tất giấc mơ vàng SEA Games, đó đều là những danh hiệu quý giá. Nói cách khác là bóng đá Việt Nam đã ở vào cái thời điểm mà chúng ta hay gọi là số 1 khu vực. Chúng ta lâu nay vẫn luôn coi trọng tất cả các sân chơi khi tham dự, có nghĩa rằng là vẫn chưa thể thoát khỏi ra cái ràng buộc của thành tích đạt được để có thể chấp nhận sự hy sinh giải đấu nào đó cho những cái đích cao hơn và quá trình tích lũy rộng hơn. Bởi vì lẽ đó cho nên vào lúc này vừa phải có vé để chơi vòng loại World Cup, vừa phải bảo vệ danh hiệu vô địch AFF Cup được coi như là chuyện phải đạt được vào cuối năm nay. Tâm lý của chúng ta luôn muốn thế và cái khó cũng chính từ chỗ đó cho thầy trò ông Park. Đội tuyển Việt Nam phải đảm bảo các điều kiện tối ưu khi tập trung cho các giải đấu này. Tuy vậy không phải cứ muốn là được, bởi bây giờ các kế hoạch trước đây của chúng ta chuẩn bị cho các trận đấu đá vào tháng 3, tháng 6 hay là tháng 9 đã bị phá sản hoàn toàn vì buộc phải tạm hoãn. Trong khi đó V-League nếu như trở lại vào cuối tháng 5 thì sẽ đá thế nào để có thể kịp dành những điều kiện thuận lợi cho đội tuyển. Vấn đề muốn nói ở đây chính là liệu rằng chúng ta có dám hy sinh giải đấu nào đó để tập trung toàn bộ tinh lực của mình cho sân chơi còn lại hay không? Còn nếu không như thế thì sẽ gặp khó khăn hay là thuận lợi gì cho đội tuyển quốc gia? Khi mà V-League trở lại vào cuối tháng 5 nay chẳng hạn thì chúng ta sẽ phải tính toán là đá kiểu gì, cách thức nào cho phù hợp và trọn vẹn. Phù hợp ở đây là phải đảm bảo được việc hoàn tất các giải đấu trên tinh thần có cạnh tranh, chuyên môn có đảm bảo và có đội lên xuống hạng chứ không thể là đá cho vui được. Vì đá có cạnh tranh như thế thì mới đảm bảo về mặt chuyên môn cũng như là không diễn ra tiêu cực. Vấn đề đặt ra từ nay cho đến tháng 10 khi phải vừa đá trong nước xong rồi lên tuyển ngay thì phong độ và thể lực của tuyển thủ sẽ như thế nào, có đáp ứng được hay không? Vậy nên cũng sẽ rất khó để có được sự tập trung ở hai giải đấu chính thức liền kề nhau mà giải nào cũng đặt chỉ tiêu cao và phải căng sức ra mà đá. Nếu như chúng ta vẫn giữ nguyên quan điểm là phải đảm bảo mục tiêu của cả hai giải đấu như đã nói thì phải có căn cứ từ chính sân chơi trong nước. Do đó VFF, VPF phải tính toán để thay đổi thể thức thi đấu V-League năm nay để giảm khối lượng vận động cho các cầu thủ, vì không thể nào đá dồn dập 5 ngày một trận trong suốt 4 tháng trời được, chắc chắn là sẽ dẫn đến quá tải. Các tuyển thủ đa phần đều là các trụ cột phải liên tục cày ải sẽ dễ dẫn đến chấn thương và ảnh hưởng lớn tới đội tuyển quốc gia. Kế hoạch càng chi tiết thì chúng ta càng dễ ứng biến trước các tình huống có thể xảy ra. Thêm vấn đề nữa là những căn chỉnh từ ông Park và thực tế tình hình vào thời điểm đó. Chẳng hạn nếu như chúng ta thắng được Malaysia ở trận đấu tiếp theo của vòng loại World Cup 2022 cũng như là các kết quả của các trận cùng bảng có lợi cho đội tuyển Việt Nam thì sẽ điều chỉnh được hai trận còn lại. Hoặc là nếu chúng ta có vé đi tiếp ở vòng loại World Cup và lọt vào bảng đấu với các đối thủ dễ chịu ở vòng bảng AFF Cup thì điều chỉnh thế nào cho phù hợp. Vấn đề dựa trên việc tính toán điểm rơi phong độ, các phương án cụ thể của ông Park cùng với các cộng sự khi mà các trận đấu trải dài trong 3 tháng cuối năm. Có thể thấy rằng là một khi chúng ta vẫn đang coi trọng và đặt mục tiêu cao cho cả hai giải đấu vào cuối năm thì câu chuyện không phải là ở chỗ bỏ cái nào và theo cái nào. Vấn đề là khi đã quyết tâm chơi lớn như thế thì sẽ tính toán ra sao cho trọn vẹn cả đôi đường và đem về thành quả. Phân sức ra sao, tập trung cốt lõi vào chỗ nào, đó sẽ là bài toán rất khó cho ông Park vào 3 tháng cuối năm. Ông Park cũng đã từng gồng gánh cảnh một nách hai con khi ôm cả đội tuyển quốc gia lẫn U23. Còn bây giờ với nhiệm vụ kép như thế này thì cùng chờ những diễn biến tiếp theo mà thôi. Tuy nhiên nỗi lo quá tải của đội tuyển Việt Nam cũng có thể phần nào được xóa bỏ bởi chính các đối thủ của đội tuyển Việt Nam.
Mới đây thì chính phủ Philippines cũng đã quyết định hủy bỏ tất cả các giải đấu thể thao cho đến tháng 12 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Điều đó đồng nghĩa với việc là giải vô địch quốc gia Philippines sẽ phải hủy bỏ và đội tuyển Philippines cũng không thể tập trung ở trên sân nhà trước các giải đấu quốc tế diễn ra trong năm nay. Trong khi đó thì giải vô địch quốc gia Malaysia cũng mới chỉ dự kiến là sẽ khởi tranh trở lại vào tháng 9. Với việc chưa ổn định được lịch thi đấu giải quốc nội, Malaysia xem ra cũng khó có thể có được kế hoạch cụ thể cho đội tuyển quốc gia trong giai đoạn cuối năm, nhất là đối với AFF Cup. Trước đó thì Thái Lan cũng đã quyết định thay đổi lịch thi đấu Thái League mà không quan tâm nhiều đến AFF Cup, đó là tái khởi động vào tháng 9 tới và kéo dài sang tận tháng 5 năm sau. Việc ba đối thủ lớn nhất của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup năm nay là Thái Lan, Malaysia, Philippines và thêm Việt Nam chính là bốn đội lọt vào bán kết AFF Cup 2018 thì nhiều khả năng sẽ không thể tham dự AFF Cup 2020 với một đội hình chất lượng nhất do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Tính cạnh tranh của AFF Cup 2020 rõ ràng là sẽ không còn được như trước nữa. Việc lên ngôi ở giải đấu này có lẽ sẽ không còn mang nhiều ý nghĩa nữa và vì thế Liên đoàn bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể cân nhắc phương án để giảm tải cho các tuyển thủ quốc gia bằng cách là cử đội hình 1 gồm những cầu thủ ưu tú nhất để tham dự vòng loại World Cup 2022, trong khi cử đội hình 2 để tham dự AFF Cup 2020. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Rồng Vàng Bóng Đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.